hướng dẫn mọi người chế máy bơm chì từ ống nhựa PVC mọi người. Mọi người thấy video này hay và hữu ích, mọi người cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký ủng hộ mình mọi người. Bây giờ mình sẽ test cái máy bơm mình trước, mình sẽ chỉ mọi người làm sao mọi người. Đây mọi người, cái máy bơm chì mình đây mọi người. Đây, 12V từ ống nhựa PVC mọi người. Đó. Khá nhỏ gọn mọi người. Bây giờ mình sẽ test mọi người coi mọi người. Test rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người làm mọi người. Đâu rồi? Bật cái coi. Đây cái lực nút đây mọi người. Đó. Đó mọi người. Đó. Nó dày mọi người, tuy nó dày mọi người chứ lên cao đẩy lên tới 15m mọi người, 15-25m mọi người. Tắt ơi. Đó, cái lực nó dày mọi người. Giờ mình sẽ trước khi mình hướng dẫn mọi người làm là mình sẽ thay fork nó trước mọi người, thay cái cao su mọi người, cái vỏ xe mọi người. Đây. Thay cái nói chung là cái chống nước mọi người cho nó không bị vô máy mọi người, tại cái máy mình bị mòn mọi người. Giờ nước vô máy mọi người. Mình sẽ gõ ra cho mọi người coi được nha mọi người. Sẽ gõ này mọi người. Để mình lấy chân mình kẹp mọi người. Kẹp gõ cho mọi người coi. Dĩ nhiên có nước rồi mọi người. Nó có nước vô bộ máy mọi người. Dĩ nhiên nó bị xì mọi người. Cứ coi nó có. Đây mọi người. Nước cũng hơi bao nhiêu mọi người. Đó. Nó bị xì mọi người. Dĩ nhiên nó hở ron mọi người. Giờ mình sẽ gõ ra từng chi tiết mình cho mọi người coi rồi mọi người. Rồi mình sẽ thay fork mọi người. Mình làm sẵn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người thôi mọi người. Chứ mình không có đủ thời gian mình làm cái này mọi người. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người. Chia sẻ lại cách mình làm thôi. Mình bị hở fork mọi người. Đây cái motor bên đây mọi người. Motor 75 mọi người. Đó, rồi đây nè. Motor 75 mọi người. 12V nhưng mà chạy cái nguồn mình chạy là 24V mọi người cho nó mạnh mọi người. Chứ 12V nó hơi bị yếu mọi người. Giờ mình sẽ thay fork mọi người, mình sẽ quay mọi người. Xà nước có hơi bị bọt mà mọi người không cảm gì nha. Mình sẽ tháo ra. Giờ mình sẽ tháo cánh quạt trước mọi người. Cái này dễ tháo lắm mọi người. Lỗi có bị hư cánh mình cũng dễ làm mọi người. Tại mình làm MBC mọi người, dán toàn là dán keo mọi người. Đây cái cánh ở đây mọi người. Cánh ly tâm mọi người. Giờ mình dán xong mình biết cách nào gỡ luôn nữa. Quá cho nó cứng. Để mình gỡ xong qua cho mọi người coi mọi người. Mình dán cứng quá mình khảy bể luôn mọi người. Mọi người ơi, mình dán cứng quá mình khảy bể luôn mọi người. Giờ mình sẽ tìm một cái miếng nhựa mọi người. Kiểu như cái ống của này nè. Ống này mình cắt mà ép mỏng mọi người. Cái này được mọi người. Mình lấy một tấm này mọi người. Với một cái ống. Đây luôn, chơi luôn mọi người. Đây mọi người. Đây. Ống này. Với một cái tấm này mọi người. Nó bị phẳng mọi người. Mình ép phải phẳng mọi người. Đó. Nó bị phẳng vậy mọi người. Đặng mình làm mấy cánh mới cân bằng cái cánh được mọi người. Bây giờ mình sẽ ra làm mọi người. Làm này hơi cực mọi người. Tại mình toàn làm ống nhựa PVC mọi người. Mình dùng keo sắt là mình dán cánh làm cái cánh mọi người. Đây. Keo 5-2 mọi người. Mình dạng làm cái cánh mọi người. Giờ mình sẽ lấy cái kìm bẻ này bỏ mọi người. Làm cái bể mình bẻ bỏ mọi người. Đây mọi người. Mình sẽ bẻ bỏ mọi người. Đi bể. Mà trước khi mình bẻ bỏ mình thấy nha. Đó, cái canh, lấy cái combo mình đo mọi người. Mình mới dọn cái phòng lại mọi người. Phòng bày bộ mới dọn rồi. Mốt mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc cái thông số trở luôn nữa. Không mọi người. Mình chưa có nhận mình. Mình đam mê điện tử hơn quá vậy. Cái đu. Nhưng không vừa rồi. Tôi lấy cái dưới này làm đi. Cô không vừa luôn.
đợi mình tí xíu mọi người, để mình lấy cây giết mình bơi tiếp mọi người. Mọi người ơi, kiếm được cây giết mọi người, lấy cây giết bô giết quy mọi người. Mình sẽ đo, cái này đo hơi khó khăn nè, tại là mất cối là mất không được cực. Mình có cái miếng này, mình thử lên đó, mình để rất là đông. Cái đèn phía trước tắt, phía tắt rồi để mình chỉnh như thế thôi. Ở bên trong cái đèn cắm đứa hồng ngoại luôn nè. Cắm đứa hồng ngoại. Chắc mình phải bỏ ra mọi người. Tại lúc trước mình không nhớ, lúc trước mình làm không có nhớ là những vụ mà dán keo của cánh quạt mình đại bảy luôn, mình gãy luôn rồi. Chắc mình phải làm lại. Lát phải lấy mấy mài mài làm lại. Chọn chó nhá, lát mình dán dễ mà. Cái dán cứng, cái sắt thì dán cứng rồi. Ở đây mọi người. Cái cục này là mình lấy cái trong cái bộ đảo chiều của cánh quạt mọi người. Kiểu như cái máy quạt được, máy quạt trần, máy quạt để bàn mình cũng có cái cục mọi người. Ở trong ở dưới á. Cái này là ở trong. Kiểu như hai cái gì này. Kiểu như là cái lò xo bên đây có hai viên pin bên đây nè mọi người. Kéo lên cho cài khớp mọi người, cho đứng riêng chỗ á, lấy cục này mọi người. Mình cắt ngắn ngắn luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ mình đợi tí xíu mọi người để mình giải quyết tí xíu mọi người. Giờ mình sẽ lấy thước cặp mình đo. Đây, lấy thước cặp mình đo mọi người. Đây, mình sẽ đo. Đo mình lấy một khoan mọi người. 9.6, 9.6 là 9.6 mọi người. Mình sẽ lấy một khoan. Mình sẽ lấy một khoan 9 đi. Mà 5 từ đó, mình không mới 9 lỗ 9.6 mọi người. Chứ giờ mình không có mua khoan 9 gì sao? Nó có mua khoan chẳng không mình. Đợi một tí rồi mình sẽ lấy mua khoan mọi người. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy mua khoan mọi người luôn mọi người. Kệ nó lỏng chút xíu mình lát mình dán keo lại tự động chắc mọi người. Mua khoan 9.6 rồi. Mình cũng có khoan pin, mình cũng có điện luôn mọi người. Câu điện là này. Ở mình tí xíu mình khoan, mình sẽ làm cái tâm nhưng mà mình khoan lát nó không bị chệch lỗ cái chệch xíu mình cũng chỉnh được nhưng mà mình không có khoan cái tâm luôn. Mình sẽ khoan một lần. Hai cái dòng mà thì mình sẽ chưa chút thì mình sẽ làm cái dòng gọi là cái lỗ mọi người, để mình sẽ lấy nước luôn. Cái dòng
tròn nó mình cắt lỏng nó bỏ mọi người, và một cái vòng tròn nguyên rồi nó phải thiếu sọ giữa mọi người, cái này gọt hút vào, còn là cái đế của cái đáy, cái đế của cái cánh quạt mọi người, mình sẽ khoan mọi người. Mình để nó ngay mọi người, lại lại chứ mình tính. Đây cái này mình phát về là mình lát mình cắt từ vô phát hàng luôn, lát mình cắt từ vô khoan bao nhiêu cái ô khoan mình nhấn nhiều luôn nè, hiện tại luôn nó sạch sẽ mình thôi. Xong mọi người thì mình sẽ gắn lại đi nữa. Ôi mình quên nữa, mình có bộ hũ khoan lỏng mình cũng quên sử dụng nữa, thì mình sẽ lấy một khoan lỏng mình thử mọi người khoan cái này mọi người, chứ mình lấy nữa lấy đồ kéo mình cắt được lâu quá trời ơi mình cũng sẽ quên nữa. Giờ mình sẽ lấy kéo kéo tự mình chắc anh lấy khoan lỏng nữa. Mình lấy xíu mọi người, mua khăn lỏng mọi người. Lát còn sẽ để link cái mọi người, cái link để mua mua khăn mọi người. Mình mua cho nó sẽ làm mọi người. Mình sẽ để link mọi người. Mình sẽ để link cái này. Mình cứ cái nào vừa để thôi. Mình mua khăn lỏng gỗ mọi người. Mình mua khăn lỏng chơi, không gỗ lỏng lửa luôn. Cái này vừa lát mình sẽ để lên mua cái này dưới phần mô tả luôn, cái lên này cái này là mình mua trên Lazada, mọi người bán mọi người bấm vô này một cái được cái tên tên đoàn nhật không, nói chung là mọi người lên tránh bấm mình bấm ra cái tiền dưới mũi khoan lỏng, cái khoan lỏng gỗ đó ra dễ tìm mình mua cái này cũng rất nhiều. Mình sẽ để lên, rồi lát mình sẽ để lên mọi người vô người không có người muốn mua, mình sẽ để vô thanh lại đi. Xong mọi người, cái tấm hồi nãy mình làm đây nè, đây nó bự quá mình không được mọi người, bây giờ mình lấy cái tấm khác mà khoan lỗ nhỏ hơn mọi người. Đó, giờ mình sẽ kéo luôn đó, kéo đi mình sẽ để lên lại mọi người, đợi mình sẽ đây mọi người, mình lấy cái kéo mọi người mình nặng xung quanh thì cho nó bớt ba cái kiểu như ba giới mọi người, ba giới trước khi mình khoan mọi người. Cái này cũng dễ làm, các bạn lấy tay dưới này cũng dễ. Rồi, trong sạch sẽ gọn ghẻ đẹp đẽ luôn. Rồi, giờ mình sẽ cắt dọc luôn rồi cái kiểu kia cắt không đâu. Đây mình sẽ cắt xung quanh cái lọ, xung quanh cái nãy mình vẽ mọi người, xung quanh đó mình sẽ gắn cái mình mài, gắn cái mình mài này
cho nó chân, khi nó quay cho nó đều cân thì là cân mọi người. Lát mình gắn như cái bơm nó quay nó không có lát mọi người. Nó hơi bơm bơm. Dạ mình đi xíu mà lấy cái máy cho mình cơ đo. Nó hơi mỏng nhưng mà lát mình dán cái sắt rồi tự động biến cứng rồi. Đây mình sẽ để ướm thử rồi. Đây này chụp mình là cái bên làm chụp đen rồi. Đây chụp đen mình bị khuyết một bên rồi. Đây mình hạn chế đi chứ. Đây 75 chụp đen mọi người. Nó bị khuyết mọi người. Hôm nay mình có làm cho nó khuyết lỗ mình khuyết bên rồi. Đây nè. Nè, đây nè, nó hơi bị xéo rồi, mình sẽ tỉa lại mọi người. Tỉa nó lại cái này. Rồi trước khi tỉa mình sẽ dán cái này dính vô đây mọi người. Cái miếng cứng mình sẽ dán cái sắt kia mình sẽ tỉa xong rồi. Mình sẽ bấm bằng cái sắt vô đây mình dính bung rồi. Lát mình dán cho dễ dính rồi. Cái máy mình làm thổi lên tới ok, nếu mà 12V á là thổi lên được 60m. Còn nếu mà 24V á là thổi lên tới 15-20m mọi người. Thổi lên tới mức nhà luôn. Mình làm cái bên này dán bồn nước nè. Cái bồn nó xíu. Kiểu như còn chưa chắc. Để mình dán xong mình sẽ cho mọi người. Giờ mình đi dán xong, dán ok mọi người. Cứng cứng mọi người. Dưới đây còn hơi bị ướt để mình cho nó khô luôn nè. Đây giờ mình sẽ gắn vô trong cái motor cái lăng này, motor cái lăng này, cái motor khác mình gắn luôn. Đây mọi người gắn mình quay bị nghiêng nghiêng mình chỉnh cho nó ngang nè. Mình gắn mình mài mọi người, mài cho nó đẹp cho nó đều luôn. Đây, kẹp bình mình gắn kẹp bình. Mình giữa mình chia làm ba cách, ba góc này. Đây, mình đã chia thành công rồi, ba góc. Thì mình sẽ lấy ống, ống mình cắt một cách sẵn luôn. Ống này mình sẽ để đây. Cái cánh mạc mình quay như thế nào, cánh mạc mình quay như thế nào, cái nồi ra nước mình quay như thế nào, cái mạc quay như thế nào. Mình nhớ là cái mạc mình quay như thế nào. Đúng rồi, cái mình để lên như vậy. Cái này chứ mình không có để ngược lại mọi người, lấy nước ngược lại mọi người. Đây, để ngược lại vậy là nước ngược mọi người. Mình cắt sẵn để ngược lại mọi người. Đây, quay cái này nha, cái cánh quạt quay như thế này, quay ra khỏi đầu cái đầu, mấy cái đầu chụp. Sắp mưa rồi mưa rồi quay, nó dữ quá, để mình làm luôn. Đây cánh này mình, cái đầu chụp mình đây, đó mình sẽ chụp như vậy mọi người, nó chụp vậy, mình phải làm cái cánh ngược lại như vậy, cho nó cái này, cái mặt này đánh nước mọi người, cái mặt này nè đánh nước ra, nhưng mình sẽ gắn mọi người. Cái mọi người coi xem một cái nữa mình cầm xem có được dưới hàng chắc thôi tại khu lùng nữa mà nấu nhét kì rồi cho đây mình nấu tốt mọi người mình dán xong hết cho mọi người coi luôn.
Đây luôn rồi. Đó, nó cắn nhẹ luôn rồi. Chỉ như cái mí này, cái mí đầu mình dán sơ kiểu như là cái không biết nói làm sao nữa mà cái này nè, cái cánh này nè, mình dán từ mí đầu sang mí cuối của cái đuôi của cái cánh thứ hai. Mí đầu mí cuối này ra được hình này. Nó chỉ có ba cánh thôi mà. Ba cánh coi vậy nó mạnh luôn rồi. Đó. Mình sẽ dán vô cái lắp chụp ở trên. Đây. Nó trên cái nãy mình quay người mình sẽ dán lên trên luôn rồi. Ngoài đây không cắt, trong này cắt mấy gì này. Rồi nó kiểu nó đánh không có bị cào ngước ngược lại cái máy mọi người. Mình sẽ để cái con này vô khoảng 3 điểm, 3 cái cánh. Mình gáo đều mọi người. Đây, nó đầy mọi người. Nó hở vậy mọi người. Khoảng này mọi người. Rồi mình sẽ dán luôn mọi người. Mình sẽ dính cứng mình dán luôn. Mọi người dán cẩn thận cho đừng nó keo dính như ta là khó gỡ mọi người. Tại kèm sắp thì dán dính như ta. Dính như ta là khó gỡ. Mình dán sâu mà mình dán mình cầm canh xong thì chỉnh mọi người. Mình chỉnh cũng được đâu. Chỉnh là như vậy dán dính luôn đó. Vậy dính như ta giữ giữ dính mọi người. Mình lơ được luôn. Ây da, ái da. Đây mọi người, đó. Cái này là cho hút nước vào mọi người. Cái xay nha, là nó hút này xuống là đánh nước này ra. Đây đánh ra. Đó. Mình không biết làm gì có dày quá không? Mình hỏi kẹ. Cho mình xem kỹ nữa nè. Không á, đây. Cánh bị cắt khuyết một cái trên rồi. Đây. Cánh bị cắt khuyết một trên này mọi người. Mọi người có thể làm kích hơn, nó kích hơn, nó càng siết nó càng mạnh hơn. Nước thổi càng xa hơn. Đây, cái trên này mọi người. Mình sẽ dán kỹ hơn nữa nè. Đổ theo game bên trong nè. Keo đứng vậy, keo đứng chắc hơn rồi. Khó cái nào uống, thải nó bể luôn rồi, đánh thải bể luôn rồi. Bây giờ khỏi lòng sao luôn. Chắc sao mình vũ nước rồi mọi người, nó dính rồi, khó gỡ. Để coi chút xem hướng ly. Thường thường là mỏng mỏng mọi người cũng cần làm dày đó. Làm dày quá mất cái độ mà để đánh nước xa. Đánh nước xa. Mình đã định được kính bên trong rồi. Được kính bên trong là 11 mọi người. 11 ly. À, nó hơn mũ khoan 10 ly mọi người. Nó hơn mũ khoan 10 ly. 11 ly. 11,1,3 ly. Nói chung 11 ly luôn cho chẳng. Nhưng cái cỏ ngoài là bự ra mọi người. Ngoài là 15 ly. 15,6 ly. Nếu mình làm mỏng còn càng tốt. Mình mỏng nó càng thổi nước càng mạnh mọi người. Này, mình sẽ gắn vô mọi người. Không biết nó khô chưa nữa. Nói chung mình gắn lại luôn đi. Mình chưa gắn được mọi người, mình gắn vô lát mình chết luôn á. Thì mình sẽ tháo rồi mình chảy hư. Mình chảy hư mình chết cho mọi người coi chi tiết bên trong. Nó chẳng có gì ngoài cái đầu bơm. Muốn máy mạnh mình lo cần cái này mọi người. Cái này làm nó ok là được. Với phần chơi phần ngoài. Cái phần đầu chụp của cái đầu chụp. Cái đầu để mà chụp là cái nó cản bụi mọi người. Đây. Cái đầu của cơ. Cái nói chung là cái đầu bò mọi người. Mình gọi từ thường gọi cái đầu bò. Nhưng mình tháo ra mình sẽ tháo ra. Để mình tháo ra mọi người. Mình tắt cái này mọi người. Bên trong này mình sẽ lắp một với cái ví dụ của cái lột xe mọi người. Mình cắt lột xe mình lắp mình. Cái lột xe nó bị mòn luôn mọi người. Mình sẽ cắt cái lột khác mình thế mọi người. Ở đây mọi người, cái đầu chơi. Hai lớp mình mua cái hai cái lắp bịch mọi người. Hai lắp bịch 60 mọi người. 49 chứ, hai lắp bịch 49. Với mình có được 49. Tổng cộng nó là 3 cái lắp bịch. Mà lắp bịch 49 này mọi. Và đây và một và đây là một cái chánh mình. Chánh ở đây mình. Nó hở nước có xì lại ở đây đâu mà. Cái lớp cái ruột xe mà nó mọi người bị lủng cũng như là nó mòn rồi. Nó bị mòn mọi người. Bị mòn quá đi. Đây. Nó bị mòn quá đi rồi nó không kín nước mọi người. Giờ mình sẽ thay mình sẽ cắt tay nó. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn này mọi người. Thì mình hơi lâu.
Xích kính. Mình sẽ đặt hai cái dòng lên luôn. Không, cái này mình nhét ra trước. Nhét đây. Thank you.
thời điểm này. Rồi mình sẽ nhét ra vậy trước rồi, cái này nữa. Cái này miếng miếng là hai lỗ nhỏ, không có lỗ nhỏ như mình trước. Để miếng này nước, kính nước rồi, để nó không bị xì ra. Nó càng kính nó càng thổi nó càng mạnh hơn này. Đây, vậy là mình chọn hai miếng này luôn. Sắp hết kỳ mọi người, sắp không luôn, xíu sắp hết kỳ. Còn một viên nữa nè. Xong rồi, mình sẽ không ngồi thêm cách làm cái ship này. Ở đây mà, hả? Nè, mình sẽ lắp ở đây. Mình sẽ canh cái lỗ này ngay ra. Hai cái lỗ này nó ốc này. Nó canh lại ngay vô. Mình sẽ chọc lại nó luôn. Ủa, có gì? Rồi mình sẽ tắt xong, mình sẽ cho mọi người xem mọi người. Mình quên nói, tao quên nói mọi người. Trước khi mình nhét cái này vô mọi người, gạt vô mọi người, chi mũi bò lên mọi người. Chi mũi bò lên cho nó trơn, cho nó trơn, chả nó không bị rít mắt mọi người. Nhưng mà chi mũi bò chi mũi bò mọi người. Nó không rít cái không rít, nó không bị rít lại mọi người, nó chả nó không bị rít mọi người. Chị đây nhỏ luôn. Nó không khí luôn. Nếu mà cái mỡ bọ nó dinh nó dư mùi trên đây thì mình lấy lao đi. Rồi mình sẽ quay test thử mọi người. Trên cổ đây mọi người. Đây mọi người cũng quay mọi người. Đây bình hết bình, bình hết mọi người. Rồi mọi người, đây. Rồi mình sẽ lắp trứng quạt mọi người. Cho mình lắp nó vào rồi. Mình lấy cái cối này. Mình thử lên người. Bị cấm này. Bị cấm này chưa? Tỉa để sơ sơ luôn mọi người. Tôi tỉa xong mới thích mừng coi mọi người. Anh dày quá không ổn mình luôn. Để dày quá không ổn mình để làm mỏng mọi người. Có ổn mỏng bớt rồi. Để dày quá không được. Bây giờ mình sẽ gắn vô lại mình thử mọi người. Để dây dán kem khô mọi người. Mình sẽ xong rồi. Anh tắt mọi người. Hai là làm lại cánh mình khá là cân nè. Cũng được chứ không cân mấy. Mình muốn thổi nước được rồi. Đó. Nào mình coi mình nè. Cái này là cái lòng này nè. Khoảng cách này nè. Nó nằm ở ngay chỗ cái mí đường lỗ ra mình nè.
lại vô đằng này cái đường miếng ra luôn. Đó, nó hỏi nè mọi người, đá mình giọng kính mọi người, giật cắn kính quá. Đó, mình test nước mọi người, mình sẽ test nước mọi người coi mọi người. Mình sẽ test mát máy mọi người. Đây, ông có tưa lên cái. Đây. Rất là bình thường mọi người. Đó. Rồi tắt. Bật máy lên cái này. Tắt. Tắt. Nó bị kêu gì mọi người? Bị kẹt cái xíu mọi người. Mình sẽ vô mình bơm thử mọi người. Dạ, lấy cái chân. Để đây luôn. Giờ mình đi gắn xong mình sẽ đưa xuống nước, mình sẽ cho mọi người. Đó, xong mọi người. Ok mọi người. Giờ mình sẽ kêu em mở một tên mọi người. Mở đi. Rồi. Rồi mọi người. Đó xong mọi người. Mọi người nghe tiếng nước chảy mọi người. Mọi người đã nghe chứ, nó cực kỳ mạnh luôn mọi người. Rồi mọi người. Đây. Rồi máy này đang bơm mọi người. Máy này đang bơm mọi người. Mọi người thấy video này hay và hữu ích mọi người hãy cho mình một like và một chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình mọi người. Tạm biệt mọi người nha.